Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự nóng nhất mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Thưa quý vị, trong phần đầu của bản tin hôm nay sẽ là tin dự báo mưa dông trên diện rộng và tin mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Thưa các bạn, trong ngày hôm nay ở tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ đã có mưa vừa mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ hôm nay có nơi trên 20mm như là ở phường Phù Đồng, Pleiku 50,6mm, Ta E, Kon Tum 23,8mm, An Phúc, Bạc Liêu 27mm và Đầm Rơi, Cà Mau là 25,4mm. Dự báo cho đêm nay và ngày mai, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Thời gian xảy ra mưa lớn thường sẽ tập trung vào khoảng chiều và tối. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to đến rất to, cục bộ có khả năng sẽ gây ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng và thấp. Cảnh báo mưa dông ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới. Thưa quý vị, siêu bão Mawa, cỗ máy hút ẩm đang tiến gần hơn đến kinh tuyến 120 độ và đang kích động gió Tây Bắc khô, làm cả miền Nam của Trung Quốc và phần phía Bắc của Việt Nam trời đang quang mây một cách đáng sợ. Theo Cục Thời tiết của Đài Loan, CWB dự báo bão Mawa sẽ tiến gần đến Đài Loan nhất trong khoảng thời gian từ tối ngày mai cho đến sáng ngày kia. CWB khuyên người dân nên cẩn thận với mưa lớn hoặc là mưa xối xả ở vùng núi phía Bắc và Đông Bắc ở Đài Loan. Còn ở phía Nam, gió Tây Nam đang phát triển rất mạnh và cũng đã gây mưa rất sớm ở Kiên Giang, Cà Mau của chúng ta ngay bây giờ. Hiện tại, lúc 16 giờ chiều ngày hôm nay, vị trí trung tâm của siêu bão Mawa ở vào khoảng 20,3 độ vĩ Bắc, 124,5 độ kinh Đông, cách đảo Luzon của Philippines khoảng 320 km về phía Đông Bắc, cách Đài Loan khoảng 420 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là khoảng 145 km/h. Hiện tại thì siêu bão Mawa đang suy yếu dần nhưng vẫn còn mạnh. Với hoàn lưu rộng lớn, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Đài Loan và Nhật Bản. Dự báo trong 24 giờ tới thì cơn bão sẽ đi vào Trường Yên, nghĩa là vùng giữa hai áp cao cận nhiệt đới. Vùng này đặc trưng là tương đối lặng gió, bão sẽ gần như là mất dòng lái và giảm tốc độ di chuyển, đi rất chậm, có lúc gần như đứng yên. Bão di chuyển với tốc độ khoảng 10 km/h theo hướng Tây Bắc và được dự đoán là sẽ tránh đổ bộ trực tiếp vào Philippines. Hiện tại, bão vẫn di chuyển sức gió tối đa là khoảng 155 km/h gần tâm và sức gió giật lên tới là 190 km/h, giảm đáng kể so với cường độ của nó vào tuần trước. Sau 48 giờ, áp cao phía đông chiếm ưu thế và sẽ dẫn bão chuyển hướng từ bắc sang đông bắc, tăng tốc độ đi vào vùng biển lạnh. Trong khi đó, một cảnh báo mới của cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA cho biết các khu vực ven biển phía nam của Nhật Bản có thể sẽ phải hứng chịu biển động, thủy chiều dâng cao, gió dữ dội và mưa xối xả khi bão Mawa tiến đến tỉnh Okinawa của nước này. Bão Mawa hiện đang có quỹ đạo di chuyển về phía bắc từ phía đông của Philippines, được dự báo là sẽ di chuyển đến gần Đài Loan và Nhật Bản trong những ngày tới. Dự kiến cơn bão này sẽ tiến gần hơn đến quần đảo Tsushima, ngoài khơi đảo chính Okinawa, cách Đài Loan khoảng 360 km từ khoảng ngày mai. GMA cho biết là mưa lớn dự kiến sẽ làm ngập cả miền đông và miền tây của Nhật Bản trong những ngày tới. Trên đảo chính Okinawa, những cơn sóng được dự đoán là sẽ dâng cao tới 5 mét và cao tới 7 mét ở gần quần đảo Tsushima. Còn theo một số mô hình dự báo, bão cho biết đến khoảng ngày 5 hoặc là ngày 6 tháng 6, ở trên khu vực giữa Biển Đông có khả năng hình thành một vùng áp thấp. Dự báo vùng áp thấp này có khả năng sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong khoảng ngày 8 hoặc là ngày 9 tháng 6, liệu rằng có xác suất hiện bão ở trên Biển Đông hay không. Các hình thái thời tiết hiện tại vẫn diễn biến phức tạp và khó lường do El Nino đang diễn ra mạnh hơn so với mọi năm. Chúng tôi sẽ theo dõi và cập nhật đến quý vị và các bạn diễn biến mới nhất trong những bản tin sau. Tiếp theo sẽ là tin dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên.
Thưa các bạn, hiện tại ngày hôm nay ở Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ đã có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ chiều nay phổ biến ở vào khoảng từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ như là ở Mường La, Sơn La là 40,2 độ, Bảo Lạc, Cao Bằng 39 độ và Hồi Xuân, Thanh Hóa là 37,8 độ. Dự báo trong ngày mai và ngày kia ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến từ khoảng 35 đến 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp, thấp nhất phổ biến ở vào khoảng từ 45 đến 60%. Cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng sẽ kéo dài cho đến khoảng những ngày đầu tuần tới. Tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi dưới 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi vùng núi trên 38 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, khu vực phía Bắc từ 35 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Kính thưa quý vị, báo cáo nhanh sáng nay của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, ảnh hưởng của thiên tai trong những ngày hôm qua đã gây thiệt hại trên địa bàn các tỉnh Thái Bình, Lào Cai, Đồng Tháp. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Thái Bình, Lào Cai, Đồng Tháp trong ngày hôm qua, ảnh hưởng của thiên tai đã làm một người chết, một người bị thương tại Thái Bình. Tại Lào Cai, ảnh hưởng của thiên tai là một người chết, mưa lớn làm 6 nhà bị thiệt hại do nước và đất, đá trôi vào nhà, sạt lở ở một số diện tích đất nông nghiệp và đường giao thông trên địa bàn. Tại Đồng Tháp, sáng ngày hôm qua, sạt lở bờ sông Cần Lố với chiều dài 40m, chiều rộng 5-7m làm sụt lún mái và mặt đường tại ấp Bình Nhất, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh. Chính quyền địa phương đã tổ chức khoanh vùng, cảnh báo trong khu vực. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1. Bên cạnh đó, ngày và đêm qua, vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông có gió cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Ngày mai, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Ngày kia, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
tổ chức trực ban thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!